Đừng nói là mày dính vào cái gì rồi nhá. Sao chị biết? Mình đã quá sốc các bạn ạ, không thể tin vào mắt mình nữa. Anh Hồng Minh à, chị lạ. Nào, giờ này em giấu chị chuyện gì đúng không? Chị thấy do này em lạ lắm. Đừng nói là mày dính vào cái gì rồi nhá. Sao chị biết? Trời, thôi xong rồi. Sao em lại ra nông nỗi này hả Tuyên? Em xin lỗi chị, mấy hôm nay em giấu chị dùng cái này. Em bị bụng lưng, bạn em bảo là dùng cái xà bông thiên nhiên này tốt lắm. Không hiểu sao em dùng xong ngứa hết cả người. Em dùng cái xà bông này á? Đưa đưa chị xem nào. Xà bông thiên nhiên gì mà không có nhãn mác thành phần này. Ôi dùng cái này bị ngứa là đúng rồi. Để chị chỉ cho cách phân biệt xà bông thiên nhiên đây này. Đầu tiên là về màu sắc. Bánh xà bông thiên nhiên sẽ rất khó có được màu sắc rực rỡ tươi sáng, mà chỉ có màu nhạt nhờ nhờ. Khi cầm thì sẽ không có cảm giác khô hay cứng đơ, mà sẽ ẩm và mềm mịn. Ơ, chị Phanh ơi, xà bông này không có bọt à? Đây, dùng thêm cái túi tạo bọt này vào. Xà bông thiên nhiên thì sẽ rất khó tạo bọt, thường thì sẽ phải dùng thêm với túi lưới. Bọt của xà bông thì cũng nhỏ vào bông mịn. Sao, dùng xong thế nào, có ok không? Ôi, dùng thích lắm chị ơi, sạch mà da mịn không bị ngứa tí nào. Thế à? Thế thì bỏ ngay cái xà bông kia đi nhá. Giờ cứ dùng cái xà bông nghệ Mela này, hết thì bảo chị. Được không? Được.